Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Đôi tay của Tiểu Sơn yêu. Đi chơi thôi. Ngu ngu hả? Mua mình máy bay cho mình mượn chơi một chút được không? Không được, nếu như bạn làm hỏng thì sao? Mô hình này rất đắt đó. Bà ơi bà, cẩn thận trên đường có vỏ chuối. Đây là gì vậy? Con là ai vậy? Con là con cháu nhà ai vậy? Thiếu chút nữa đụng phải bà đó có biết không? Con không định ném bà, con chỉ muốn giúp bà thôi. Đứa trẻ này cũng biết cách nói chuyện quá ha. Hiếu Hiếu, bạn nhất định nhìn thấy rồi, mau giúp mình chứng minh mình không ném bà ấy đi. Hiếu Hiếu, nói đi em. Hiếu Hiếu, sao em có thể làm như vậy? Nói việc thiện tức là thiện, người biết được càng gắt hơn. Phải tuyên dương điểm tốt của người khác. Ngư ngư vốn có ý tốt, tại sao em không nói sự thật cho bà ấy nghe? Em chính là không muốn nói đó. Hay. Hiếu Hiếu, anh với em đến nhà bà ngoại giải sầu đi. Ai đá mình vậy? Trả cây nấm lại cho anh. Cây nấm này có độc, không ăn được. Là Tiểu Sơn yêu. Đúng rồi, anh nhìn xem. Em thật có kinh nghiệm. Cảm ơn em, Tiểu Sơn yêu. Tại sao em lại ở đây? Vào rừng chơi hả? Em đến đây có gì phải làm? Gia tộc Sơn yêu của em sống ở trong núi này. Mùa thu hàng năm mọi người đều ra ngoài thu thập ngũ cốc, quả dại phong phú ở nơi này, về để xây lâu đài mỹ thực. Nhìn xem, đây chính là nhà của tụi em. Mọi người vất vả rồi. Em đưa về hai người bạn mới cho cả nhà nè. Trời ơi, đây là quái vật gì vậy? Đồ xấu xí nhà ngươi, mau đem thực phẩm thu thập được giao nộp ra. Em vẫn chưa kịp thu thập được. Cái gì? Lần nào ngươi cũng thu thập ít nhất, còn mang tới hai con quái vật lai lịch bất minh. Đem chúng nó ra ngoài đi. Hiếu Hiếu, nói việc thiện tức là thiện, người biết được càng gắn hơn. Em biết là bây giờ em nên nói Tiểu Sơn yêu là gì giúp đỡ người khác, mới không kịp đi hái quả dại. Nhưng mà em sợ hãi. Tiểu Sơn yêu, xin lỗi em. Anh nhất định giúp em trị khỏi đôi tai, giúp em khôi phục lại sự tự tin. Anh biết có một loại hoa đinh hương có thể giúp mọc lại cái tai đã hỏng. Thật sao? Chỉ là hoa đinh hương này rất khó tìm. Thông thường hoa đinh hương có 4 cánh, chúng ta nhất định phải tìm thấy hoa đinh hương có 5 cánh.
Năm cánh hoa sao? Trước giờ em chưa từng nhìn thấy hoa đinh hương có năm cánh. Không sao đâu, chỉ cần chúng ta quyết tâm thì nhất định sẽ tìm được. Mau lại nhìn nè, cuối cùng em cũng tìm thấy hoa đinh hương năm cánh rồi. Thật tốt quá, em phải mang về thực phẩm càng phong phú càng nhiều cho mọi người, để cuộc sống của mọi người tốt hơn. Em thật tốt tính, mọi người đối xử với em như vậy, em lại không hề hận họ chút nào. Để tụi anh giúp em đi thu thập, mọi người nhất định sẽ vô cùng thích em đó. Wow, thật không thể tin được. Mọi người xem, thực phẩm mà Tiểu Sơn yêu thu thập được nhiều như vậy. Mình cũng muốn đôi tay đẹp hơn, lớn hơn. Yêu thuật, nhất định là yêu thuật. Sơn yêu gia tộc, chỉ người nào có đôi tay lớn nhất và đẹp nhất mới được làm vua. Mình vĩnh viễn là vua, không ai có thể vượt qua mình được. Tay của mình đau quá. Nhìn kìa, bạn ấy không có tay. Ta sớm đã biết hắn sử dụng yêu thuật mà. Bạn lại dám lừa gạt chúng ta. Không có đôi tay thì không thể trở thành thành viên của Sơn yêu gia tộc. Nhất định là nó đã câu kết với hai con quái vật đó, muốn làm chuyện bất lợi đối với Sơn yêu gia tộc. Người đâu, mau đem trói nó vào tinh linh cây khô trên đỉnh núi. Dạ. Ê, tại sao không thấy Tiểu Sơn yêu đâu vậy? Nó trở nên kiêu ngạo. Ta chỉ mới nói nó có vài câu, nó đã tức giận bỏ nhà đi rồi. Hả? Tiểu Sơn yêu. 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 Nhất định là vua Sơn yêu đó giở trò đem nhốt em ấy lại rồi. Những Sơn yêu đó thật xấu. Không phải nói việc thiện tức là thiện, người biết được càng gắn hơn sao? Tại sao em khen Tiểu Sơn yêu tốt, nhưng ngược lại mọi người càng ghét Tiểu Sơn yêu hơn? Thật ra nói việc thiện là nên khen về sự thiện lương và thiện tâm của đức hạnh người khác. Bởi vì nhân chi sơ tánh bổn thiện, mọi người nếu nghe được điều thiện đức, nhất định sẽ noi gương, thấy việc thiện liền nghĩ bằng. Như vậy thì mọi người đều được khuyến khích, quan hệ trong tập thể sẽ vô cùng hòa hợp. Đồng thời người được khen ngợi cũng nhận được sự khích lệ, sẽ càng nỗ lực tiến về phía trước. Như vậy mới thực sự là giúp người khác nâng cao sự tự tin. Vậy em chỉ khen đôi tay của Tiểu Sơn yêu đẹp, chứ có thể thu thập được nhiều nhiều thực phẩm nhất. Đúng vậy, nếu như khen chỉ là khen vẻ đẹp bề ngoài và sự giàu có vật chất, sẽ rất dễ dàng làm người khác sanh tâm so sánh và đố kỵ. Xem ra là do em hại Tiểu Sơn yêu, em quên mất điều đáng quý nhất trên người em ấy, thật ra là tâm thiện luôn giúp đỡ người khác. Có trùng độc, có trùng độc. Cứu mạng với, cứu mạng với. Tiểu Sơn yêu, hóa ra em ở đây. Cầu xin hai anh mau đi cứu gia tộc của tụi em. Trùng độc là thiên địch của tụi em. Ở đâu có trùng độc chứ? Chắc là Tiểu Sơn yêu mất đi đôi tai, nên chức năng của các cơ quan khác lại phát triển mạnh. Đôi mắt của em ấy có thể nhìn thấy những nơi mà người bình thường vốn không nhìn thấy được. Hả? Tại sao lại là ngươi nữa? Cầu xin mọi người mau vào động đi. Thiên nó đi đi. Dừng lại. Tiểu Sơn yêu là vì bảo vệ mọi người không bị trùng độc tập kích. Tiểu Sơn yêu là người lương thiện, giúp người nhất, cống hiến và yêu thương gia tộc này nhất. Xem ta đây. Là ta trách lầm hắn rồi. Hả?
ta không xứng làm vua. Mọi người chúng ta cùng tới giúp đại dương đi. Bà ơi, bà hiểu lầm ngu ngu rồi. Cái gì? Ngu ngu vốn là muốn không để bà đập phải vỏ chuối trên mặt đất. Ngu ngu muốn giúp đỡ bà đó. Cái gì? Chuyện này... Ngu ngu, mình giúp bạn nhặt hết vỏ chuối đi nha, tránh để mọi người không chú ý sẽ bị ngã mất. Con à, là bà trách lầm con. Không sao đâu bà. Sự tán dương đẹp đẽ sẽ làm ấm lòng người. Khen ngợi cứ chỉ lời nói tốt đẹp của người khác nhiều hơn, mọi người sẽ càng tích cực tiến về phía trước, tràn đầy vui vẻ. Gia đình và tập thể của chúng ta sẽ càng hòa thuận hơn. No.